Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một cái tấm hình động từ những cái tấm hình tĩnh ở trên iPhone nhé. Và đây là một cái tấm hình động mà mình tạo ra được từ một cái tấm hình gốc là một cái tấm hình tĩnh như các bạn thấy ở đây. Và rõ ràng nhìn cái tấm hình động này thì nó sẽ đẹp và lung linh hơn rất là nhiều so với cái tấm hình tĩnh ở bên này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước tiên thì các bạn lên trên App Store. Sau đó thì các bạn vào cái mục tìm kiếm và các bạn gõ vào cho mình cái từ khóa là Wobble. Đây các bạn gõ vào cho mình cái từ khóa này. Ở trong này thì các bạn sẽ thấy được một cái ứng dụng, nó có cái biểu tượng hình cái chữ W màu tím giống như vậy này. Các bạn sẽ nhấn vào, sau đó thì các bạn sẽ tải nó về cho mình nhé. Ở đây thì mình đã tải về sẵn rồi. Và đây là cái giao diện bên trong của nó. Ở trong này để tạo ra hình động thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình cái chữ W ở bên dưới này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến một cái tấm hình tĩnh mà các bạn muốn chuyển nó thành hình động á. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhấn vào mũi tên ở trên này. Bên dưới này là cái khu vực để chúng ta chọn cái hiệu ứng cho tấm hình. Các bạn có thể nhấn vào để xem và chọn ra một cái hiệu ứng mà mình yêu thích. Các bạn chờ một lúc thì cái hiệu ứng nó sẽ chuyển động này. Đó, như các bạn thấy. Và ngoài ra nếu mà các bạn muốn tải thêm những cái hiệu ứng khác về máy của mình thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục More Art ở bên dưới này. Ở trong này thì nó cung cấp cho chúng ta khá nhiều những cái hiệu ứng miễn phí cũng có và có phí cũng có. Thì để tải về những cái hiệu ứng miễn phí các bạn có thể nhấn vào những cái mục nào có chữ free nhé, nhấn vào những cái mục nào có chữ free. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng tải xuống ở bên này. Thì ở đây mình cũng tải về khá các hiệu ứng miễn phí rồi và mình thấy cũng đủ dùng. Bây giờ nếu mà các bạn muốn thêm một cái hiệu ứng khác lên trên cái tấm hình á, thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình dấu cộng ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến cái hiệu ứng mà các bạn muốn thêm vào. Chẳng hạn mình thêm cái hiệu ứng hình cái trái tim đi. Các hiệu ứng ở trong này thì các bạn có thể thu phóng hoặc là di chuyển nó đến cái vị trí cho nó phù hợp. Đó, nhìn rất là đẹp rồi. Và bây giờ mình sẽ xuất cái tấm hình này ra nhé. Để xuất hình ra thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng chia sẻ ở trên này. Các bạn đợi một chút xíu. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục là Save to Photo. Ở đây thì nó hỏi chúng ta là muốn lưu dưới định dạng là video hay là ảnh GIF. Thì ảnh GIF là ảnh động nhé. Mình sẽ chọn vào ảnh GIF. Và nó sẽ hỏi chúng ta là chọn kích cỡ lưu là như thế nào. Nó sẽ có 3 kích cỡ này, lớn nhất, trung bình và bé nhất. Thì đây mình sẽ chọn vào lớn nhất nhé. Các bạn chờ một chút xíu thì nó sẽ lưu cái tấm hình về máy cho chúng ta. Ok. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào cái phần album ảnh này. Và các bạn sẽ thấy được cái tấm hình mà chúng ta đã làm xong. Đây là cái tấm hình động mà chúng ta vừa mới tạo này. Nhìn rất là đẹp. Mình thấy cái tấm này sẽ khá là phù hợp để các bạn làm những cái avatar Facebook bởi vì nó có cái tỷ lệ là 1:1 hình vuông. Và như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn.